Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Trang Trọng Ngôn ngữ Academy đây. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp của cái phần trước, là cái phần truy xuất nguồn gốc thuốc, đúng không nào? Phần trước mình đã làm cho các bạn cái video về truy xuất nguồn gốc gốc thuốc dành cho cái lọc donor có cái nguyên liệu thô ở đầu vào, gồm có 10 mục mà chúng ta cần phải lưu vào khi mà chúng ta mong muốn lưu trữ nó, đúng không nào? Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái phần tiếp theo là cái phần mà lưu trữ dành cho những cái dạng thuốc mà là được chuẩn bị trong hiệu thuốc nào. Thì cái phần ngày hôm nay là cái phần có vẻ là khá là dài. Vì vậy cho nên mà mình khuyên các bạn là nếu như các bạn theo dõi video này thì các bạn có thể là cầm cho mình cốc cà phê và nhâm nhi, hoặc là các bạn có thể vừa đi chạy vừa nghe, đúng không? Thì cũng được, để có một cái thông tin cho các bạn, đúng không? Thì ok, mình sẽ mở to cái này lên. Hôm trước thì đây là mục 5 và hôm nay là mục 6, là chúng ta sẽ nói về cái logarit, phần lưu trữ để prepare magistral nè e officinal đấy. Thì như thường lệ mình sẽ nói về hai phần. Phần thứ nhất là cái phần le contenu, phần nội dung lưu trữ như thế nào, đúng nào? Và phần thứ hai là mình cũng như là lần trước mình sẽ nói về cái điều khoản mà chúng ta cần phải lưu trữ là gì. Điều khoản là lệ modalite, đúng nào? Formen. Và khác với cái lần trước chỉ có hai cái mục này thôi. Tuy nhiên thì phần hôm nay có phần phức tạp một chút, bởi vì là khi mà chúng ta chuẩn bị một cái thuốc nào đấy thì chúng ta, một là chúng ta tự làm theo cái đơn, đúng nào? Hai là chúng ta sẽ đưa cái đơn đấy, đưa cái protocol đấy cho kỹ thuật viên ở một cái hiệu thuốc khác làm thay cho mình, và chúng ta chỉ cần tới, chúng ta chỉ cần nhận sản phẩm thôi, thì chúng ta gọi đó là sous-traitance, là sous-traitance. Do vậy mà chúng ta cần có một cái bản lưu trữ cho cái phần này. Nào, hình như là bé con nhà mình về. Đúng rồi. Thôi mình để lúc khác.